Rồi, ôn tập chương 2 các em nhé. Như vậy thì clip này thầy sẽ up trên kênh chính hết luôn cho các em. Tại vì nó cũng không đáng là cái gì, nhưng mà thầy up lên để cho bạn nào mà chưa thi hay là đã thi rồi thì cũng tham khảo để chuẩn bị bước sang học kỳ 2, để chúng ta nắm kiến thức. Và trong học kỳ 2 này thì cái khóa học online thầy sẽ mở đó chính là môn toán đại, toán 8 học kỳ 2. Rồi sang năm thầy mới quay được môn toán hình các em. Tại vì thời gian của thầy nó quá bận mà thầy mà kim luôn môn toán hình luôn là thầy rấu não, thầy không biết tính sao mà phụ huynh thì hối thầy rất là mệt các em ạ. Mà đã lỡ nhận tiền rồi thì phải có trách nhiệm, mà thầy thì có người rất là có trách nhiệm nhưng mà thầy không làm được, thầy rất là bực. Nên là các phụ huynh khác mà tôi chưa chưa gọi là phục vụ đúng cái nhu cầu cho phụ huynh và con em của mình thì cũng mong phụ huynh thông cảm nhé. Do cũng có một số phụ huynh cũng phàn nàn là tại sao thầy không không quay up cho nhanh, tại vì thời gian nhờ lực bất đồng tâm thôi nhá, cũng muốn nhưng mà không 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 thể làm được. Rồi chúng ta đi sang cái bài đầu tiên, đó chính là bài 58. Bài này khá là dài nghe, mà câu A này thực hiện phép tính này. Ta có câu A nghe, để bài dài thế này. Nên nhìn đây, thầy sẽ bỏ qua cái bước ghi đề mà thầy sẽ tiến hành hướng dẫn và phân tích luôn, được chưa nào? Ở cái bài này các em thấy nó có hai cái ngoặc ở chính giữa, đây là phép chia. Thì trong đầu chúng ta phải phải có cái hướng suy nghĩ chúng ta làm như thế nào. Ở chắc chắn là chúng ta phải tìm giùm thầy hai cái ngoặc này, chúng ta đưa về một biểu thức. Cái ngoặc này chúng ta đưa về biểu thức, chắc chắn ở đây chúng ta phải quy đồng rồi. Như vậy ở đây các em thấy là x mũ 3 trừ 9x, thì ở đây chắc chắn chúng ta phải đặt là gì, x ra chung, bên trong cũng nó sẽ xuất hiện là x mũ 2 trừ 9, thì chúng ta sẽ phân tích trở thành là hàng đẳng thức số 3. Thì để chúng ta đi tìm mẫu thức chung ha. Ở đây cũng vậy. Rồi bằng này, số 9 thì cứ để nó đi. Ở đây thầy sẽ đặt x ra chung, bên trong còn là x mũ 2 trừ 9, được chưa? Cứ làm từ từ, từng bước thế các em. Ở đây là gì, x cộng 3, cứ để đó, chia x trừ 3. Ở đây là gì các em? Đặt cái gì ra chung? Đặt x ra chung. Ở đây là x cộng 3 trừ x, cho nên đây là đặt số 3 ra chung, đây cũng là x cộng 3. Được chưa? Rồi, đây là bước đầu tiên. Ok, bước thứ hai các em, bằng tiếp. Như vậy mẫu thức chung ở đây các em thấy nó sẽ là gì? Từ từ, ở đây chúng ta nên phân tích ở đây một cái này nè, bỏ cái đây đi, chưa chưa bằng này. Như vậy thì nó sẽ là 9 này, x nhân cho gì em? Ở đây có ngục tròn thì đây ngục vuông đi nha, ngục vuông em nha. Như vậy thì ở đây nó sẽ là x trừ 3 hàng đẳng thức số 3 nha, x cộng 3 cộng 1 trên cho x cộng 3. Đây, x nhân x cộng 3. Thầy mà bình tĩnh thì làm nó chậm chạp rãi lắm em. Thầy đã nôn lên là không có ra làm sao hết. Đó, rồi. Bây giờ các em thấy màu chung là chắc chắn ở đây rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta, như vậy thầy ghi cái mẫu chung này lại. Lấy mẫu này chia ở đây thì được 1 nhân lên 9 thì vẫn là 9 cộng này. Lấy mẫu này chia ở đây thì x cộng 3 chia 3 hết. Như vậy nó còn là gì? X nhân với x trừ trừ 3 chia ở đây. Các em ghi mẫu chung ở đây lại. Như vậy mẫu chung ở đây chỉ là 3x nhân x cộng 3. Lấy cái mẫu này chia ở đây, các em lấy tử này ghi nè, này chia đây thì ra được số 3. Như vậy nhân ở đây cho 3 trừ x nhân, lấy đây chia đây thì nhân được cho x, đúng chưa? Đó, bằng tiếp. Như vậy thì 9 này cộng này x mũ 2 thì trừ 3x, có đúng chưa nào? Các em hiểu không? Như vậy thì ở đây là x nhân cho x trừ 3
nhân x cộng 3 cứ để đó, chia ở đây nhân ra này, 3x trừ 9 trừ x mũ 2, ở đây là 3x nhân x cộng 3, có được chưa? Đồ tiếp, bằng tiếp này, ở đây thầy viết là x mũ 2 trừ 3x cộng 9 cho x nhân cho x trừ 3 x cộng 3, chia thầy chưa nghịch đảo nhá. Ở đây thầy đặt dấu trừ đằng trước, thầy đưa x mũ 2 này trừ 3x cộng 9 chia 3x nhân x cộng 3. Tại sao thầy đặt dấu trừ đằng trước? Đằng trừ đằng trước thì ở trong này đổi dấu này, đây là thành cộng này, đây thành cộng này, ở đây cộng thành trừ này, thấy chưa nào? Để chừng nghịch đảo này, bây giờ nghịch đảo này, x mũ 2 trừ 3x cộng 9, cái này cứ viết lại đi, nhân này, cái này bay lên trên, ở đây xuống này, tí dấu âm tí xử lý xong, được chưa? Bây giờ các em thấy anh đây có giống không? Giống, triệt tiêu, ở dưới đây còn âm 1 này, x cộng 3 x cộng 3 hết này, như vậy x để x hết này, như vậy còn là 3 này, trừ cho x trừ 3, như vậy cái này sẽ bằng 3 trên nha, cái này thầy ghi lại 3 trừ từ x xong. Đó, đó chính là câu A. Cái này bỏ đi kia, bước này bỏ nha. Bước đầu tiên em, bước thứ hai, để vô đây chia này, giờ hết giấy thầy mình ghi xuống hiện dưới đây nhé. Đây số 3 này kìa. Giờ thầy vừa làm, thầy vừa nói nên chúng ta rất là dễ hiểu đúng chưa? Chứ thầy đâu có câm đâu, thầy không nói sao các em hiểu được, đúng không? Rồi chúng ta đi sang câu B nhé. Ta đi sang câu B nha. Đề bài thầy cũng sẽ không biết. Ở đây cái ngoặc, đây nhân, ở đây người ta quy đồng mẫu chung là ở đây, chắc chắn là ở đây ha, như là mẫu chung ở đây chắc chắn là x trừ 2 nhân x cộng 2, mẫu chung thầy lấy cái mẫu này này, nếu đây ấy thì đây ngoặc vuông, lấy mẫu này chia cho mẫu này nhân lên 2, như vậy cái này chia đây thì còn là x cộng 2 trừ 2 nhân chia đây thì chắc chắn nó sẽ là x trừ 2 nhân này. Cái này chính là hạng thức số mấy? Đây chính là hạng thức số số 1. Ta đưa về là x cộng 2 tất cả mũ 2 trên 8. Ok. Bằng tiếp. Ở đây nhân ra là 2x cộng 4 trừ 2x cộng 4. Đúng không? Trừ với trừ thành cộng đấy. Đây là x trừ 2 x cộng 2 nhân x cộng 2 tất cả mũ 2 chia cho 8. Trực tiêu, 2 lên trực tiêu 8, 4 cộng 4 là 8, chia x trừ 2, x cộng 2, nhân ở đây là x cộng 2 tất cả mũ 2 chia cho 8. Các em thấy như nào? Như vậy 8 với 8 đi hết, x cộng 2 đây mũ 2 đây mũ 1, chứng tỏ đây mất ở đây, ở trên tử còn là x cộng 2, như mẫu còn là x trừ 2, xong. Đó chính là câu B. Làm rất là nhanh như vậy các em, nhưng mà cái kỹ năng chúng ta phải nhanh thì các em mới làm được như thầy được. Chứ mà chúng ta không thuộc hàng đẳng thức, hoặc là biến đổi hoặc là quy đồng, thì chúng ta không thể nào làm nhanh được giống thầy được. Nên thầy khuyên các em là phải học thuộc lòng các hàng đẳng thức. Các em hiểu không? Phải thuộc lòng. Đó. Thì các em mới làm được. Ok. Rồi, đây sang câu C nhé. Ta có 58C nhé. Ở đây cũng là cái ngoặc, chắc chắn ở đây chúng ta cũng sẽ quy đồng ha. Quy đồng. Như vậy thì cái mẫu ở đây là lấy hai này nhân lại với nhau. Có đúng không? Có được không? Lấy hai này nhân lại với nhau. Mà trong quá trình nhân lại với nhau, ở đây các em thấy 1 trừ 3x, ở đây 3x cộng 1 thì thầy đảo số 1 đi đằng trước được ha nè. 1 trừ 3x nhân 1 cộng 3x như này được. Cái dấu cộng là đổi, đảo được A cộng B thì nó bằng B cộng A. Lấy cái này chia cho đây, nhân là đây. Như vậy đây 3X, ở đây nó sẽ nhân với là 1 cộng 3X. Tại vì lấy cái mẫu này, mẫu chung này chia cho mẫu này thì còn được 1 cộng 3X nhân lên tử đây. Tương tự dấu cộng này,
Cái mẫu này chia đây thì nó còn là được là 1 trừ 3x, nhưng mà các em lấy 2x nhân lên 1 trừ 3 3x. Làm nhanh nhưng mà phải chuẩn xác thì cái dạng này mới làm ra được các em nhé. Ở đây chúng ta sẽ đặt bao nhiêu ra chung? Đặt là 2x ra chung. Bên trong còn lại là gì? 3x cộng 5 đúng không? Đúng rồi. Ở dưới mẫu, ở đây chính là hàng đẳng thức gì? Hàng đẳng thức số 2. Chúng ta đưa về 1 trừ 3x tất cả mũ 2. Bằng tiếp. Bây giờ chúng ta nhân ra 3x cộng ở đây 3 x 3 là 9x mũ 2 cộng 2x trừ 6x mũ 2 trên là gì? Đây chính là hàng đẳng thức số mấy? Đây chính là hàng đẳng thức số số mấy nè. Okay. Chúng ta có nên khai triển hàng đẳng thức không? Hay chúng ta để đó? Để đó, tạo điện tí nữa, nhân cạnh đảo này, rút gọn ở đây này. 1 trừ 3x nhân 1 cộng 3x nè. Chia thì thầy sẽ nhân nghịch đảo luôn, 1 trừ 3x mũ 2 đây lên ở đây xuống, đó bạn tiếp 6 9 thì trừ 6 thì ở đây còn 3x mũ 2, 3 cộng cho 2 thì trở thành là 5x. Rồi. Ở đây chúng ta đặt x cho chung, bên trong còn lại là 3x cộng 5 chia đây là 1 trừ 3x, 1 cộng 3x. Bây giờ chúng ta mới rút gọn luôn này. Được chưa? Bằng tiếp này, ở đây các em thấy này, x nhân cho x cộng 5 ở đây, chứng tỏ ở đây còn 1, đây còn 2 này. Ở đây chia lên đây thì anh đây với anh đây chu gọn ở dưới mẫu là còn lại coi thử trên tử còn lại là 1 trừ 3x chia cho 2 nhân cho 1 cộng 3 3x có đúng chưa? Đó câu C đây nghe. Đó từ đấy thì không thể nào làm được gì nữa đâu, chúng ta đi sang câu D nhé. Ok. Câu D game. Game để ý là cái mẫu này. Ở đây là hàng thức số mấy? Hàng thức số 3 này. Đây x ra chung này. Chia này. Cái đây riêng nha. Khi nào mà người ta ngoặc như này á thì mình quy đồng cho đây riêng á. Dính ở trong đây, nhưng mà người ta phải tính cái này, chia cái này. Sau đó mới cộng với anh này. Trình tự làm này. Tính ở trong đây, sau đó chia anh đây, sau đó cộng anh đây. Em có hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có băng này. Ở đây chúng ta có x. Ở đây chúng ta đưa về là x trừ 5 nhân cho x cộng 5 trừ x trừ 5 ở đây. Ở đây chúng ta đặt x ra chung, bên đây là x cộng 5. Chia ở đây thì thầy sẽ nhân đảo luôn. Ở trong đây trở thành là x mũ 2 cộng 5x chia cho 2x trừ 5 cộng x. Nhưng mà trong quá trình làm ta cũng phải ghi lại chứ không phải trên trời rơi xuống nha. Bạn tiếp. Như vậy ở đây thầy sẽ ghi ở đây mẫu chung chúng ta là x này nhân x cộng 5 này nhân x trừ 5. Được chưa nào? Như vậy thì thầy lấy cái mẫu này chia ở đây thì ra được x. Thì bản thân tính tử nó có x rồi thì nhân với x một cái nữa. Trừ ở đây x trừ 5. Thế là chia đây thì còn lại là gì? X trừ 5. Nhân ở đây thầy đặt cái đây ra chung. X ra chung bên trong còn lại x cộng 5 ở đây. Chia cho 2x trừ 5. Cộng cho x trên cho 5 trừ x. Được chưa? Thầy đẩy lên thầy thì kề cho dễ viết nha. Như vậy x. X nhân x ở đây là x mũ 2. Đây chính là gì? X trừ 5 tất cả mũ 2. Bây giờ thầy đơn giản luôn. Hai đây bên đây. Như vậy anh đây còn là x trừ 5 này. Anh đây còn là số 1. Đó. Cộng x trên 5 trừ x. Các em hiểu tại sao đây số 1 không?
Tại vì x nhân x cộng 5 thì x nhân x cộng 5 này hết này. Nhưng mà anh đây còn lại x trừ 5 ở đây. Nhưng mà anh đây mất rồi, còn lại số 1 ở đây. Bằng tiếp x mũ 2. Ở đây thầy đưa ra hàng thức này. X mũ 2 gì nữa các em? Trừ 10x cộng 25 x trừ 5 được chưa? Bỏ ngoặc ra, đổi dấu. Đó. Được chưa nào? Rồi bằng tiếp, hai đây được triệt tiêu nhau thì còn lại là 10 10x trừ cho 5. Đúng không? 10x trừ 5 thì ở đây thầy sẽ đặt ra chung đây. Đặt 5x 5 thì bên trong còn lại đây là 2x trừ 5. Hai đây triệt tiêu bằng 0 đúng không? Thì chỗ 10x trừ 25 đây thầy sẽ đặt 5 ra chung này. Bên trong còn lại là 2x trừ 5 chia cho x trừ 5 nhân ở đây 1 trên cho 2x trừ 5 cộng cho gì? X trên cho 5 trừ trừ x. Như vậy anh đây với anh đây triệt tiêu này. Như vậy 5 nhân cho 1 ở đây là 5 x trừ 5 cộng cho x trên cho 5 trừ trừ x. Như vậy đây các em thấy 5x trừ 5 ở đây 5 trừ x thì thầy sẽ 5 trên cho x trừ 5. Thầy quay chiều ở đây lại thì thầy đặt dấu trừ ở đây thì đây sẽ quay chiều trở lại như này. Như vậy đây trở thành là 5 trừ x trên cho x trừ trừ 5. Tiếp tục thầy quay chiều một lần nữa, đặt dấu trừ ở đây trở thành là x trừ 5 trên cho x trừ 5 ở đây thì nó sẽ bằng âm 1. Được chưa? Cũng khá khó chứ không phải dễ đâu anh em. Thầy làm đấy, thầy làm nó nhanh như vậy đấy. Chơi quan trọng trò thử có làm được nhanh như thầy không. Nhanh nhưng mà phải ra kết quả chính xác nha. Nhanh mà ra kết quả tầm bậy thì cũng đừng nên nhanh nha. Thầy làm nhanh mà nhiều lúc cũng lộn sắc mặt lờ ra ha. Chúng ta nhanh thì cái đức tính là tốt, nhưng mà phải cẩn thận. Gần như nó nằm ở trong bộ não hết nha, chứ không phải con mắt lúc nào nhanh cũng ăn copy đâu nha. Ok, chúng ta đi sang câu Y. Câu Y em. Em thấy câu Y nó cái dài không nào? Rất là dài đúng không? Rồi em, em thấy câu Y nó cái dài không em? Rất là dài, mà ở đây em để ý là hai cái ngoặc nè. Hai cái ngoặc mà ngay đây là chia. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta phải biến đổi cái gì nè. Chắc chắn là chúng ta phải vi đồng. Nhưng trước khi vi đồng á, chúng ta xem này. Ở trên tử, trên tử chúng ta đặt cái gì ra chung nè. Ta đặt x ra chung. Bên trong còn lại là x cộng y nè. Còn ở dưới mẫu chúng ta biến đổi một xíu nè. Ta nhóm hai đây một nhóm này, hai đây một nhóm. Cái nhóm thứ nhất chúng ta đặt x mũ 2 ra chung à, bên trong còn lại là gì? X cộng y này, các em thấy chưa nào? Cộng hai này chúng ta sẽ đặt y mũ 2 ra chung, bên trong còn là x cộng y. Ok, cộng y trên cho x mũ 2 cộng y mũ 2 cứ để đó đi. Chia, thầy viết xuống đây nè. Giờ nó không đủ giấy nha. 1 trên cho x trừ y cứ để đó đi. Trừ 2x y cứ để đó luôn. Ở đây thầy đặt hai đây, hai đây một nhóm này, hai đây một nhóm thì thầy đặt cái nhóm này là x mũ 2, bên trong còn là x trừ y. Hai nhóm này thầy đặt cái trừ y mũ 2 ra thì bên trong này cũng còn là gì các em? Đây thầy đặt cộng nhé, cộng y mũ 2 thì đây cũng còn là x trừ y một vuông nha, đủ giấy rồi. Ok, tới đây xử lý sao nữa nè. Bằng tiếp, như vậy trên trên tử x nhân cho x cộng y cứ để đó đi. Ở dưới mẫu thì thầy sẽ đặt x cộng y ra chung, bên trong còn là x mũ 2,
cộng y mũ 2, cộng y chia cho x mũ 2 cộng y mũ 2 ở đây, chia 1 trên cho x trừ y, trừ ở đây là 2xy, ở đây là x trừ y, để chung bên trong còn là x mũ 2 cộng cho y mũ 2. Có được chưa? Tiếp em. Như vậy đối với cái ngoặc này thầy rút gọn ở đây thì nó còn là x trên cho x mũ 2 cộng y mũ 2 cộng y cho x mũ 2 cộng y mũ 2 chia. Còn ở chỗ đây á thì thầy sẽ đặt cái gì ra chung nè, không phải ra chung mà mẫu thức chung ta là x trừ y nhân cho x mũ 2 cộng cho y mũ 2 chia này, là cái mẫu này này, mẫu thức chung này chia cho cái mẫu này thì còn là x, mà nhân lên 1 thì nó vẫn là x mũ 2 cộng y mũ 2 trừ, chắc chắn lấy này chia đây là trừ 2 y ở đây. Cái việc quy đầu thì người ta rất là nhỉ, đây cùng mẫu rồi thì thầy viết x mũ 2 cộng y mũ 2 x cộng y ở đây chia ở đây, thì ở đây nó sẽ là gì, đây chính là hàng thức thứ nhất, nó trở thành là gì kem x trừ y tất cả mũ 2 trên cho gì x trừ y nhân x mũ 2 cộng y mũ 2. Ok, tại sao nè, x mũ 2 trừ 2 đi cộng y mũ 2 thì đây chính là hàng thức thứ hai thì đưa về. Như vậy thì ở đây là x cộng y trên x mũ 2 cộng y mũ 2 chia trở thành nhân nghịch đảo này. Cái này lên x trừ y x mũ 2 cộng y mũ 2 chia x trừ y tất cả mũ 2 ở đây. Bây giờ chúng ta tiến hành thu gọn này. Nhưng mà các em thấy là ở anh này và anh này giống nhau triệt tiêu. Phải không nào? Anh này với anh này. Như vậy thì ở đây các em thấy x trừ y với x trừ y mũ 2 đây. Như vậy trên tử là còn là x cộng y, dưới mẫu còn là x trừ trừ y xong. Đây về đây hết này. Anh này với anh này. Trên tử còn là anh này ghi lại đây. Dưới mẫu còn lại x trừ y ghi này, anh này. Cậu y kia. Đừng thấy dài mà sợ em nhé. Chúng ta cứ mạnh dạn biến đổi. Được chưa nào? Cứ thấy đặc trưng ra được là cứ đặc trưng. Thấy hàng hạn thức là cứ sử dụng. Rồi nó sẽ khác ra thôi. Nha. Dạng này mà các em sợ không tự tin đặt thì không bao giờ ra được. Các em nhớ chưa? Như vậy thì trong clip sau thầy sẽ quay cho em tiếp cái bài 59 nha em nhé. Ok.